Đăng mùa 2, vinh danh 100 nhân vật phụ nữ tài sắc vẹn toàn, trao giải cho top 5 nhân vật đa sắc đa tài ở các hạng mục khác nhau và giải nhân vật được yêu thích nhất, cùng nhiều tiết mục văn nghệ thời trang hấp dẫn, hoành tráng đầy bất ngờ, với sự tham gia góp mặt của hơn 1.000 khách mời là những doanh nhân thành đạt, nghệ sĩ nổi tiếng cùng các cơ quan báo đài và những khán giả yêu mến chương trình. Đêm gala phụ nữ quyền năng sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2019 tại nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng trên kênh HTVC Thuần Việt và HTVC Thuần Việt HD. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Các doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá thương hiệu trong chương trình vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Tincom Media, điện thoại 028 541 37577, fanpage https://facebook.com/tincommediacorp. Để đăng ký tham gia quỹ doanh nghiệp doanh nhân, vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Tincom Media, điện thoại 028 5413 7577, fanpage facebook.com/tincommediacorp. Mai Thuyền rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Phụ nữ quyền năng. Thưa quý vị, phụ nữ vẫn được ví như là phái đẹp và chúng ta có thể thấy là trong cuộc sống ngày hôm nay, những người phụ nữ hiện đại, vẻ đẹp không chỉ đến từ diện mạo sắc vóc mà còn đến từ tâm hồn cũng như những nỗ lực đóng góp của họ trong những cái lĩnh vực mà họ tham gia. Và ngày hôm nay thì chương trình Phụ nữ quyền năng muốn giới thiệu đến quý vị hai người nữ nghệ sĩ đã có rất nhiều những cái cống hiến của mình cho điện ảnh nghệ thuật nước nhà. Và xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Ngân Quỳnh và diễn viên Ngọc Anh. Ngân Quỳnh, nữ diễn viên nổi tiếng trong làng điện ảnh Việt Nam, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ thuở thiếu thời, cô đã thể hiện mình sẽ là một nghệ sĩ đầy triển vọng trong tương lai. Sau rất nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, cô đã đem về cho mình một gia tài đồ sộ là những vai diễn từ trẻ đến già, từ bi đến hài. Đặc biệt hơn cả, đấy chính là tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả luôn dành cho cái tên Ngân Quỳnh. Vũ Ngọc Anh, nữ diễn viên, người đẹp xuất thân từ một gia đình tri thức tại thành phố Nam Định, từng đạt giải người đẹp áo dài, lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 và lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007. Nhưng cái tên Vũ Ngọc Anh được chú ý nhiều hơn khi cô được mời đóng vai chính cho phim điện ảnh Quyên và các lần cùng đoàn làm phim tham dự liên hoan phim quốc tế. Chị Ngân Quỳnh ơi, đầu tiên em phải chúc mừng chị vì một cái sự thành công vang dội của bộ phim Về Nhà Đi Con vừa mới kết thúc thôi. Chắc là chị sẽ nghe rất nhiều những cái từ ưu ái mọi người gọi cho mình, đó là bà mẹ chồng quốc dân, đúng không ạ? Một cái nhân vật phụ nữ rất là yêu chồng, yêu con. Và em nói thật lòng luôn là gần như là em không bỏ sót tập nào, em mê cái bộ phim đi quá. Cái điều mà chị rất là bất ngờ khi mà chị được khán giả phong tặng cho chị danh hiệu là bà mẹ chồng quốc dân, đó là cái điều mà phải gọi là hạnh phúc cho người diễn viên. Nhưng cái điều khi mà chị tham gia với bộ phim Về Nhà Đi Con, khán giả yêu mến bộ phim đó, thì chị thấy đúng ra khán giả bây giờ người ta đang hướng về cái giá trị gia đình nhiều hơn đó.
thì chị nghĩ là cái điều đó quá tốt luôn. Xã hội ngày nay thì em thấy là rất nhiều bà mẹ chồng tuyệt vời. Em nghĩ là khi mà chị đã diễn một cái vai diễn đấy với cái tính cách của chị Ngân Quỳnh ngoài đời mà em đã từng biết, thì em nghĩ là khi mà chị là mẹ chồng thật thì chị cũng sẽ rất là tuyệt vời như cái nhân vật của chị. Đúng rồi em, thời buổi hiện đại bây giờ phụ nữ rất là giỏi. Chẳng những trong nước mình mà chị đi diễn ở nước ngoài, chị thấy phụ nữ Việt Nam mình rất rất giỏi. Từ giỏi đó thì trở thành là thông minh. Mà khi thông minh thì hiểu biết nhiều quá thì dễ bị đụng chạm với mẹ chồng. Thì người mẹ chồng cũng phải nên thông cảm, phải hiểu là phụ nữ bây giờ người ta rất là hiện đại. Và mình xem mình ngoài cái chuyện mà cô con dâu ra thì mình cũng phải xem cô con dâu giống như là người bạn, người phụ nữ, cũng là đồng thời cũng là thân phận của mình luôn. Thì chị nghĩ cái đó là rất là dễ sống luôn em. Ngọc Anh ơi, em nghe cái tâm sự của bà mẹ chồng tương lai em cứ cảm thấy thích hồi hộp, mong ước là mình sắp sửa được trở thành con dâu có một bà mẹ chồng tuyệt vời không? Tự là khi mà em nghe chị Quỳnh chia sẻ như thế ấy, thì em rất là mong muốn sau này em có một người mẹ chồng như thế. Và như những gì mà chị Quỳnh chia sẻ về phụ nữ hiện đại bây giờ thì em thấy đấy là một cái điều nhận định rất là đúng đắn. Bởi vì là bây giờ nó khác hồi xưa rồi, phụ nữ mình độc lập hơn trong cuộc sống cũng như là tài chính. Với cả là sợ lệch giữa cái độ tuổi của người mẹ chồng với phụ nữ hiện đại bây giờ thì cái quan điểm nó rất là khác nhau. Nên là cái sự bất đồng trong cái tư duy nó cũng rất là rõ ràng. Chính vì thế nên là nếu như về sau em có một người mẹ chồng như này thì... Nhưng mà chị nghĩ là để có một người mẹ chồng tuyệt vời thì cũng sẽ cần có một cô con dâu tuyệt vời. Thôi bây giờ quay lại với cả chủ đề của chương trình, về cái công việc của hai nữ nghệ sĩ đi ạ. Vũ Ngọc Anh, lần đầu tiên mà khán giả biết đến Vũ Ngọc Anh thì là từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, rồi cuộc thi Hoa hậu Người Việt Thế Giới. Mai Thuyền là rất ấn tượng về gương mặt của Vũ Ngọc Anh, bởi vì bạn có một cái nét đẹp rất là dịu dàng, rất là nữ tính. Khi mà tham gia những cái cuộc thi như vậy thì Ngọc Anh đã gặt hái được những cái điều gì từ những cái cuộc thi nhan sắc mang lại cho mình? Thật sự là nghệ thuật đối với em ấy, nó từ trước tới nay nó như là một cái điều mà nó xảy đến với mình, chứ không phải là điều mà em tìm kiếm cũng như là em tập trung cho nó. Mặc dù là có rất là nhiều những cái cơ hội, như kiểu là mình được tổ đãi vì tất cả những cái điều mà em làm đều là những cái mà em thích. Ví dụ như là em tham gia hoa thi hoa hậu cũng chỉ là một cái mà hồi đó là mình trẻ và mình muốn được thể hiện một cái điều gì đấy của bản thân mình, và mình đọc trên một tờ báo và mình cứ thế mình đăng ký mình thi thôi, chứ mình không có một cái mục đích là mình thi xong rồi sau đó mình sẽ như này như kia. Là em không có cái kế hoạch đó cho cuộc đời nghệ sĩ của mình. Dần dần khi mà em đi thi cũng như em được đứng trước sân khấu hay là được làm đẹp thì nó như là một cái điều gì đấy em khó tả lắm, nó hút mình vào chứ ạ. Mình cứ mải mê với cái đó, nó trở thành cái đam mê của mình từ lúc nào mình không biết. Nếu mà nói là Vũ Ngọc Anh được tổ đãi thì quá chuẩn luôn. Vì bạn ý đóng rất ít phim, chỉ có 2 bộ phim thôi. Đó là bộ phim Quyên và bộ phim Lôi Báo. Thế nhưng mà cả 2 bộ phim đều gây những cái tiếng vang rất là lớn. Và khi mà Vũ Ngọc Anh được lựa chọn vào vai Quyên, Mai Tuyền nhớ là lúc đấy cũng rất nhiều ý kiến xung quanh cái việc là tại sao một cô gái tay ngang lại được lựa chọn một cái vai diễn mà rất nhiều những diễn viên chuyên nghiệp họ cũng mong chờ được lựa chọn. Thật sự là lúc đó em đang đi làm tại một ngân hàng. Em đang đi làm một ngân hàng như là một cô gái nhân viên bình thường, sáng 7 giờ sáng đi làm và 5 giờ chiều đi về. Mãi suốt một năm trời em cảm giác đấy vẫn không phải là một cái cuộc sống mà mình thật sự yêu thích. Và rồi cái cơ hội mà đi casting phim Quyên tới, và em cũng chỉ như là bao mọi người khác, em đến em cast thử thôi. Và khi em được nhận là em ồ đây rồi, đây là con đường của mình rồi, và mình phải bỏ, em bỏ ngay công việc kia, em không suy nghĩ gì hết, ngay lập tức là em xách vali vào trong Sài Gòn để em theo đuổi nghệ thuật. Nói là theo đuổi thì nó cũng không hẳn là theo đuổi, tại vì là cái tư duy cũng như là cái lối sống từ trước đến giờ mình đang bị theo một cái khác rồi, nên là cái việc mà thực tế trong tài chính nó áp đặt cái tư duy của em quá nhiều, trong khi em đi cái bước đường nghệ thuật. Nên là đấy là lý do vì sao mà em đóng rất là ít phim như thế. Và kỷ niệm của Quyên thì nếu mà nói bây giờ thì nó nhiều quá lắm. Là nhiều, nó quá là nhiều, vì đấy là một trong những cái bộ phim được đầu tư lớn nhất thời điểm đó, cũng như là rất là nhiều những cái nghệ sĩ lúc đấy họ muốn có cái bộ phim đấy, và em là một người may mắn. Thì sau những cái may mắn như thế em mới bảo là chắc là em được tổ đãi.
Khởi đầu là một nhân viên văn phòng, nhưng tận sâu người phụ nữ này luôn cảm thấy đấy không phải là một cuộc sống của mình. Rồi bằng một nhân duyên, Vũ Ngọc Anh nhận được vai chính trong bộ phim Queen mà thời bấy giờ rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp khác đều mong muốn có vai diễn ấy. Tỏa sáng sau phim điện ảnh đầu tay, Vũ Ngọc Anh biết rằng mình đã tìm thấy cuộc sống thật sự. Quyết định nam tiến để hoạt động nghệ thuật, dù vỏn vẹn chỉ tham gia mới 2 bộ phim điện ảnh, nhưng Vũ Ngọc Anh đã được nhớ đến là một diễn viên có thực lực, đa dạng trong diễn xuất. Hiện tại, ngoài việc thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước, Vũ Ngọc Anh còn đảm nhiệm trọng trách là một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản. Chị Quỳnh thì sao ạ? Em thì em nghĩ chị Quỳnh sẽ khác đúng không ạ? Bởi vì chị Quỳnh đã có một cái truyền thống, một cái gen di truyền từ gia đình đã là đam mê nghệ thuật từ nhỏ rồi. Thì chị cảm thấy là những cái gen di truyền này nó tác động đến chị như thế nào ạ? Hồi nhỏ thì khác nha. Hồi nhỏ là chị lại không thích theo nghề. Chị lại chị ham học lắm. Thì cái năm đó thì ở trên Sài Gòn ăn độn rất là nhiều. Đâu trong miền Nam mình lúc đó là gạo rất là hiếm. Cho nên mẹ chị sợ chị mới phát triển á. Chị ăn uống không được đầy đủ, mẹ chị sợ lắm. Mẹ chị mới đem chị về tỉnh. Là mẹ chị đi đoàn cải lương ở dưới tỉnh á. Đó là chị lại bỏ học ngang để đi theo mẹ. Đúng như em nói là cái gen di truyền từ ở trong, từ trong người. Chị chỉ cần chị nhìn người ta hát trên sân khấu một hai lần là chị thuộc liền. Y như rằng chị bước vào nghề là do một cái sự ngẫu nhiên là diễn viên ở trong đoàn bệnh. Bệnh là chị nhảy lên chị thế. Từ vai nhỏ cho tới vai lớn. Mà khi chị thế rồi cái là coi như là nó tròn, vừa tròn vai mà lại xuất sắc nữa. Thì chị nắm vai chính từ khi chị 17 tuổi là chị đã nắm vai chính rồi. Thì lúc đó chị còn nhớ là chị đi phục vụ ngoài Hà Nội là lúc đó chị 18 tuổi. Chị diễn tại công viên Lenin là khán giả coi như là rất là cuồng nhiệt luôn. Lúc đó chị tên là Kim Hồng Hạnh chứ không phải tên là Ngân Quỳnh. Cái khán giả rất là mê luôn. Cải lương là đang là thời kỳ hưng thịnh đúng không chị? Đúng. Em nhớ hồi bé em suốt ngày xem cải lương rồi đó. Ồ chị. Mê lắm. Mà ngoài Hà Nội mê cải lương kinh khủng luôn. Chị còn nhớ là chị hát Yên Bái hình như là một đêm là 10.000 khán giả. Coi như là chen coi như mình đứng sân khấu mình nhìn thấy cái cạc khán giả không. Thời kỳ là người ta rất là mê nghệ thuật luôn. Nhưng mà chị có cảm thấy buồn khi mà bây giờ nghệ thuật cải lương không được đón chờ như những cái năm trước đây? Chị rất là tiếc luôn á. Không những từ bây giờ mà lúc đó chị con chị được 2 tuổi, 3 tuổi gì đó. Lúc đó chị có một cái là chị lập ra một cái đoàn riêng. Chị là chị bỏ vốn, chị đầu tư làm cái đoàn riêng của chị luôn á. Diễn được 2 năm, khán giả vẫn còn đến đông đủ lắm. Sau đó truyền hình nổi lên những cái bộ phim Mexico, bộ phim của Brazil, dài tập thì khán giả lập tức người ta xem phim dài tập, người ta thích quá. Không còn ai đến xem cải lương nữa. Thì lúc đó chị đã nản rồi, chị còn nhớ cái cục mốc. Thường thường người ta nói đúng, người ta nói là 31 bước qua, 33 bước lại. Là cái 31 tuổi là cái khủng hoảng đến với chị nhất. Là lúc đó là nghề, nghề là em biết chị phải dẹp đoàn luôn. Dẹp cái đoàn của mình qua để mà chị về chị chuyển sang ca nhạc. Để mà tìm cách để mà mưu sinh nuôi con. Chị hỏi em là hát không có doanh thu tiền, không có là sao mình theo nghề đây. Chị đau lòng nhất khi phải bỏ nghề. Khi chị bước qua con đường âm nhạc thì rất là nhiều khê. Nó thật lúc đó chị chạy show. Tuy rằng tiền ít thật nhưng một bộ đêm chị chạy 8-9 show. Ngày nào cũng chạy show, ngày nào cũng chạy show thì giống như kiến tha lâu đầy tổ. Chị đi diễn chung với chị Thanh Hằng hoặc là Thanh Ngân. Các anh chị nổi tiếng khác thì mình rất là tuổi, nhất là chị đi châu Âu ai cũng bu lại Lam Trường, Mỹ Tâm, tất cả không ai lại xin mình một tấm hình nào hết vì mình là ca sĩ lót. Có nghĩa là mình chỉ kiếm tiền thôi chứ thật sự danh mình không có. Tiền thì lúc đó chị mua nhà chị ở, rồi chị mua nhà chị cho thuê nữa. Chỉ mình âm thầm là vì ông xã chị chở chị chạy show hàng đêm. Cái bước qua phim ảnh này là cũng có một cái duyên là chị gặp được cái cậu Thanh Phương, mà Thanh Phương bây giờ đã mất rồi đó, cũng là ca sĩ hát chung với chị. Bây giờ thì Thanh Phương học hóa đạo diễn và biên kịch thì Thanh Phương mới giới thiệu chị qua đóng phim. Kể từ đó là chị qua đóng phim luôn. Nghe cái con đường nghệ thuật của chị Quỳnh cũng rất là lắm gian nan, gian truân đúng không em ơi? Đúng. Và thực sự là để cho người nghệ sĩ họ sống được với nghề, nó phải là một cái sự đam mê, một cái tình yêu mãnh liệt. Chứ nếu như mà em nghĩ là nếu như không có cái tình yêu đó thì sẽ không thể nào mà trụ lại được đến thời điểm bây giờ. Bởi vì nó còn có một cái điều nữa trong câu chuyện của chị Quỳnh chia sẻ, có thể ví như là lên voi xuống chó, đúng không ạ? Bởi vì cái thời điểm mà cải lương hưng thịnh, chị đã là chủ của một cái nhà đoàn cải lương như vậy, mà đến lúc mà mình phải bỏ đi tất cả để mình làm lại từ đầu thì cái giai đoạn này nó sẽ rất là khủng hoảng đúng không chị? Chị kể cho em nghe một giai đoạn kinh khủng như thế này. Khi mà chị bồng con chị về Huế rồi á, chị có cái nhà ở Huế thì chị rất là buồn. Chị nói bây giờ sao đây ta? Bây giờ mình nó con đeo con thẹo, mà bây giờ mình sống về nghệ thuật, mình sống nhờ nghệ thuật, mà bây giờ mình chị không chẳng biết buôn bán gì hết.
có vốn mà lại mình không sao? Có một cái mình không có cái gì hết. Chị rất là lo lắng em. Thì cái con đường bước vào ca nhạc á là cũng nhờ cái cậu em ngày xưa, cậu cũng là một cái nhạc công ở trong đoàn của chị. Lúc bấy giờ thì cậu về cậu làm một cái bảo vệ cho một cái vũ trường. Cậu nói bây giờ em sẽ giới thiệu chị, tối nay chị cứ nhảy lên sân khấu chị hát đi. Rồi ông chủ vũ trường thấy là ông sẽ kêu chị hát. Thì em biết không, tưởng tượng chị có hai bài vốn. Chị cũng có hai bài thôi, chị nhảy lên chị hát. Lúc là bài Pompino là cái nhạc Pháp là chị vẫn còn nhớ. Rồi với là cái bài mà Đừng Xa Em Đêm Nay của Đức Huy. Đúng hai bài thôi. Hát thì chị đã, thì lập tức tức cái ông chủ vũ trường là ông ok, ông kêu chị hát liền. Thì về bắt đầu là bắt đầu tập luyện đó, chị tập luyện những cái khúc hát. Tập luyện là chị có vài chục bài trong tay, hồi nào chị vẫn không hay. Là lúc đó là bước sang một cái trang mới. Bởi chị nói phụ nữ của mình không làm thì thôi, hãy làm là được. Phải gọi là trời ban cho phụ nữ mình có một cái nghị lực, là chịu thương chịu khó. Chịu thương chịu khó, không phải một mình chị đâu em. Tất cả các phụ nữ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng từ bé, Ngân Quỳnh chưa từng nghĩ mình sẽ nối nghiệp gia đình, cho đến khi số phận dẫn dắt nữ nghệ sĩ vào sống trong đoàn văn nghệ cùng mẹ. Với dòng máu nghệ thuật có sẵn trong mình, chẳng mấy chốc, Ngân Quỳnh đã đứng trên sân khấu với tư cách là một nghệ sĩ cải lương. Hòa theo dòng chảy của thời gian, các xu hướng nghệ thuật cũng dần thay đổi, khiến nữ nghệ sĩ Ngân Quỳnh cũng chuyển mình để phù hợp với thị hiếu của khán giả như ca sĩ, diễn viên. Mà điều đáng nói là ở bất cứ lĩnh vực nào, nữ diễn viên, ca sĩ Ngân Quỳnh cũng làm tròn trách nhiệm với nghề nghiệp, thể hiện mình là một nghệ sĩ tài năng. Nhìn Vũ Ngọc Anh thì mọi người sẽ nghĩ là bạn ấy rất là mong manh, phải được nâng niu. Thế nhưng mà chị nghĩ là cũng không dễ dàng như vậy, đúng không Ngọc Anh? Khi mà em chuyển từ Bắc vào trong Sài Gòn này này, là cái khoảng thời gian mà em nghĩ là cái tính cách của em là cái tính cách nổi loạn nhất. Khi đấy em chỉ đơn giản là em ra em nói bố mẹ em rằng là con sẽ chuyển vào trong Sài Gòn. Khoảng thời gian đó là em đi lại giữa Hà Nội và Sài Gòn rất là nhiều, nên là em chỉ kéo đúng một cái vali thôi. Em không có một cái kế hoạch gì hết cho công việc cũng như là chỗ ở. Tại em cũng không hiểu được là lúc đó em suy nghĩ sao nữa. Thế có phải vì tình yêu không đấy? Cũng không phải vì tình yêu chị ạ. Thật sự lúc đó em chỉ một ngày đẹp trời em bước ra ở một quán cà phê và em nhìn xung quanh, em bảo đây là thành phố mà mình đáng sống. Và em thấy là nó là một thành phố nó đang phát triển, và nó phát triển rất là nhanh. Con người cũng như là môi trường nó phù hợp với tính cách của em, và em chỉ đơn giản thế thôi. Và em quyết định là em sẽ vào trong này để em làm việc cũng như là sinh sống. Khi mà em mới vào đây này, em không lường trước được rằng là mình có quá nhiều khó khăn như thế. Cả cuộc đời em từ trước đến nay em chưa bao giờ bị khủng hoảng tài chính tới mức như thế. Và em đã quyết định vào đây và không hỏi ý kiến bố mẹ quá nhiều. Và lúc đấy mình nghĩ là mình phải tự lập, là mình không dám gọi điện về cũng như không dám xin gì từ bố mẹ. Tiêu trọng là tiêu trọng rất cao rồi. Như chị nói đấy, cái nghệ thuật ấy nó phải là một cái sự nó quá đam mê. Đôi khi mình làm nghệ thuật nhưng mình không kiếm được tiền từ trong cái mảng đấy. Chính vì thế nên là em luôn có một cái công việc khác song hành để làm sao mình ổn định được cuộc sống. Nhưng tuy nhiên là nó cũng gặp khá là nhiều những cái trắc trở lúc đầu khi mình vào một môi trường mới. Đã bây giờ em ân hận mình cái quyết định này của mình chưa? Em chưa. Rất là kiên định đúng không? Đấy. Đây là, có nghĩa là bất hối. Không bao giờ hối hận. Ngọc Anh vừa chia sẻ là luôn luôn có một cái công việc song hành. Thì bây giờ Ngọc Anh có thể chia sẻ là hiện nay cái công việc cụ thể của bạn như thế nào không? Hiện tại thì em đang làm phó giám đốc kinh doanh và marketing cho một công ty bất động sản. Ngoài trừ nghệ thuật ra thì bất động sản cũng là một cái mảng mà em rất là yêu thích. Bây giờ chị đang muốn hỏi cái em đam mê là cái gì? Thật sự là em đam mê diễn xuất lắm. Đấy là cái em đam mê thật sự. Mặc dù em không được đào tạo qua bất kỳ trường lớp nào, em cũng chưa bao giờ được học một cách bài bản, nhưng mà đi đóng phim ấy là cái khoảng thời gian mà em thấy sướng nhất, em vui nhất, em thoải mái nhất, em không có một cái áp lực gì luôn. Ngay có vất vả tới mấy chăng nữa, thức đêm thức hôm hay là như nào đấy, em cũng thấy vui vậy ạ. Cảm ơn những chia sẻ của chị Ngân Quỳnh và Ngọc Anh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang chuyên mục Chuyện Đời để lắng nghe những cái tâm tư tình cảm trong cuộc sống của họ nhé. Là một người nghệ sĩ mà khá là yên ắng, không có thích ồn ào, vậy thì không biết là cái cuộc sống của chị có bình lặng như là
cái con đường hoạt động nghệ thuật của chị hay không? Về cái hạnh phúc của chị nó bình lặng là cũng do chị. Khi mà hồi nhỏ đó, khi mà chị bước chân vào đoàn cải lương của mẹ chị á, tính chị rất là già, các cô chú trong đoàn á thì xảy ra những cái mối tình, ví dụ như yêu nhau rồi cái ngày mai chia tay là quen với người khác mà quen ngay ở trong đoàn luôn. Thì hồi nhỏ chị đã thấy chị đã không thích rồi. Chị nói chị đã thề với trong lòng là mình là một người nghệ sĩ thì mình phải cố gắng làm sao để mình giữ tròn cái hạnh phúc, trước tiên là không khổ mình và con cái mình. Cái điều đó là điều chị mơ ước thôi chứ không thể nào mình tránh khỏi, mình không thể nào nói hay được hết. Bản thân trời sinh ra nghệ sĩ đa sầu đa cảm, có nhiều cái mâu thuẫn. Chị bản thân mình là người nghệ sĩ thì mình phải cố gắng làm sao hát thì hát nhưng mà xuống dưới hoàn toàn phải thoát vai để mình giữ được cái hạnh phúc gia đình mình được trọn vẹn hơn. Thật lòng là em rất ngưỡng mộ chị, bởi vì thấy lúc nào Ngọc Anh ạ cũng có ông xã đưa đi đón về, không rời nửa bước. Vậy thì bí quyết của chị làm thế nào để chị vẫn giữ được cái lửa gia đình, vẫn để ông xã lúc nào cũng yêu thương và bảo bọc mình như thế ạ? Chị đúng là, không, mình nói cho đúng là chị là có quyền năng, có nghĩa là quyền lực. Chị gọi là tài chính á, chị tạo ra và chị cũng tự nắm luôn. Ông xã chị thì không bao giờ nghĩ đến cái vấn đề tài chính của chị gì hết. Cái đó là điều thứ nhất, cái điều đó là chị thích nhất. Có nghĩa là chị đã giao kết với anh rồi. Bây giờ nè, khi em với anh là sống chung, anh làm cũng giống như em làm, nhưng là tài chính phải để cho em nắm chứ anh không được nắm. Cái này còn được thế đấy. Tại vì học tập kinh nghiệm. Đó, em thấy nếu mà chồng mình có muốn cái gì đó, nó muốn sanh tâm gì á, không có tiền thì làm sao mà sanh tâm đây. Đó là cái điều chị lo từ xa. Đó, đó chị lo từ xa. Và cái điều thứ hai là chị giao danh là anh không được quyền chửi em, không được mắng em mà kêu em vay tao hoặc là chửi thề là em không chịu nha. Thứ ba là đàn ông thì thường tứ đổ tường. Em biết anh có thể ngã vào một vách, nhưng anh hãy nghĩ là thương vợ hơn là thương cái vách đó, leo lên cái vách đó. Cho nên á, nếu cảm thấy leo lên cái vách đó thì bỏ vợ. Em không cần anh, em nói thật là em không dung thứ. Không ai nói chị độc đoán chứ chị độc đoán thật. Ngay từ đầu là chị đã cam kết với anh. Giao kèo rõ ràng. Bởi chị khuyên các chị em phụ nữ ngay từ ban đầu về, trong lúc mà anh ấy còn đang say tình mình thì mình phải ràng buộc những cái ràng buộc trong hôn nhân. Và cái bí quyết nằm ở đây. Cái điều thứ hai nữa là luôn luôn thì ông xã chị lâu lâu hay làm oai với chị lắm. Tỏ ra là vợ là phải nghe lời chồng. Lâu lâu dạ anh nói đúng, dạ em nghe. Thích lắm. Tức là chị là cương nhu kết hợp. Ôi, trời ơi, rất là nhiều bí quyết mà học được chị Quỳnh ấy. Cái bí quyết thứ ba nữa là ông xã chị rất là thích ẩm thực, ăn uống, cho nên là chị tìm những cái món ngon, những cái món ngon để mà chị làm cho ông xã chị ăn. Trời ơi, đây là gọi là cách đến trái tim nhanh nhất là qua cái dạ dày. Đây là một trong những bí quyết giữ chồng của một người phụ nữ đã rất là từng trải, đúng không ạ? Chúc mừng cái tình yêu một túp lều tranh hai trái tim vàng của chị. Đây là rất quý. Nếu ai đó nói rằng tình yêu của những người làm nghệ thuật là phức tạp và dễ thay đổi, thì điều này hoàn toàn sai khi chúng ta nhìn vào hạnh phúc gia đình của nghệ sĩ Ngân Quỳnh, từng chấp nhận đánh đổi để đi theo tiếng gọi trái tim, và cũng chính nhờ tình yêu mãnh liệt đó đã giữ lửa hạnh phúc lứa đôi qua hàng chục năm. Còn gì tuyệt vời hơn khi người đàn ông sẵn sàng chấp nhận bỏ cái tôi của mình để toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ, giúp vợ yên tâm đứng trên sân khấu. Và cũng đẹp đẽ biết bao khi sau ánh đèn sân khấu vẫn là một người vợ chỉ hướng về chồng mình. Có thể thấy vợ chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh, họ sống với nhau bằng tất cả sự thấu hiểu, hy sinh và tin tưởng. Còn với một cái cô gái xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng và chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái chàng theo đuổi, đúng không? Vậy thì cái tiêu chí mà để lựa chọn cái người đàn ông của mình thì anh có đặt những cái tiêu chí rất là cao không? Thật ra thì ai cũng nghĩ là em có nhiều người theo đuổi, nhưng thực chất em không có ai ấy. Thế thì bây giờ em ơi, tranh thủ nhân chương trình Phụ Nữ Quyền Năng em tuyển chồng. À đúng rồi. Em đưa ra những cái tiêu chí mà mong muốn cái người bạn trai của mình, cái bờ vai của mình. Thật sự là em riêng về chuyện tình cảm ấy, là em không có đặt tiêu chí trong cái chuyện tình cảm, bởi vì em thì là con người sống thiên theo cảm xúc. Em cũng không biết nữa, nhưng mà khi mà em gặp một người đàn ông ấy, không có nghĩa rằng là mình sẽ phát sinh ngay được cái cảm xúc giữa đàn ông và phụ nữ. Thật sự là cái này em cũng nói luôn, khi mà em đi làm việc cũng thế, em sẽ tiếp xúc với rất là nhiều đàn ông. Khi mà mình
hút một cái gì đấy là mình phải tỏa ra cái năng lượng đó. Nhưng hình như là em bị kiểu như là không có tỏa ra cái năng lượng phụ nữ để thu hút đàn ông lắm. Mà khi mà em gặp người ta mà về công việc hay gì đấy thì đúng nó như là công việc á. Nên là em đôi lúc em cảm giác em hơi bị cứng nhắc. Vậy thì Ngọc Anh có nghĩ là mình sẽ mở lòng ra hơn không? Dạ có, em cũng rất là muốn mở lòng. Mà thực chất là bây giờ em cũng có chút mở lòng. Tự tin, xinh đẹp, tài năng, nhưng lại khiêm tốn khi cho rằng mọi thứ tốt đẹp đến với mình là sự may mắn. Nữ diễn viên điện ảnh Ngọc Anh luôn tin vào chữ duyên trong cuộc sống không bon chen thị phi, dám theo đuổi đam mê, có trách nhiệm với quyết định của mình. Nên trong công việc, Vũ Ngọc Anh làm theo lý trí nghiêm túc và luôn chăm chỉ từng ngày. Còn với tình cảm thì người phụ nữ này chạy theo con tim, dám khẳng định một khi yêu ai thì sẵn sàng yêu bằng trọn cả con tim. Với tâm tự tại giữa đời, tin chắc rằng cuộc sống phía trước của Vũ Ngọc Anh sẽ là những chuỗi ngày thành công, hạnh phúc tiếp nối. Xin chúc cho chị Quỳnh sẽ tiếp tục viên mãn hạnh phúc với cái tổ ấm mà chị đang có hiện nay. Còn với Ngọc Anh thì chị rất là chờ mong tin vui của em. Nhớ là lúc ấy đừng quên chị nha. Nhớ nhờ mọi chuyện em cưới nha. Cảm ơn chị Quỳnh và Ngọc Anh với những câu chuyện rất là thú vị chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt quý vị khán giả chắc chắn khi theo dõi chương trình sẽ học được rất là nhiều những bí quyết từ các nhân vật khách mời của chúng tôi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì tiếp tục xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyện Tài. Đường đời ngăn đôi mình rồi, bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ chưa hoen lối đi. Đêm đêm em nhắn gió gửi mây về cho anh, trao cho anh tiếng hát mình yêu nhau từ đây. Nhưng nay ta xa rời mà một hình bóng chưa hoài thương nhớ. Tháng chết về năm sao thương còn hoài, thương mãi một người. Bao nhiêu câu nói thương nhau trọn đời chưa phải tháng năm. Nhưng hôm nay tiếng hát biết trao về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng, một mình em một bóng, dư âm xưa phai rời, một người một lối đi sâu riêng tôi. Hôm nào mình gặp nhau, phố cũ hoa bay nhiều, tay cầm tay chung bước, nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây, phố cũ hoa bay rồi, mặt nhìn nhau không nói, ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho với cạn sầu, quên đi cuộc đời. Duyên ta không thấm, cũng thương lỡ làng, em không trách anh. Đêm đêm em vẫn hát, nếu ta từng yêu nhau, đêm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó. Nhưng hôm nay xa rời, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Hôm nào mình dìu nhau, phố cũ hoa bay nhiều, tay cầm tay chung bước, nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây, phố cũ hoa bay màu, mặt nhìn nhau không nói, ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho với cạn sầu,
quên đi cuộc đời. Duyên ta không thấm cũng thương lỡ làng, em không trách anh. Đêm đêm em vẫn hát nếu ta cùng yêu nhau, đêm nào anh đã nói mình thương nhau rồi đó. Nhưng hôm nay xa rời, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Hôm nay ta xa rồi, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Hôm nay ta xa rời, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Quý vị khán giả, ca khúc Biết Nói Gì Đây qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã khép lại chương trình Phụ Nữ Quyền Năng tuần này. Một lần nữa Mai Thuyền xin được cảm ơn chị Ngân Quỳnh cũng như là Vũ Ngọc Anh đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ cho chương trình. Rất mong sẽ được gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Khán giả theo dõi chương trình và tham gia bình chọn nhân vật được yêu thích nhất trong tuần sẽ có cơ hội nhận được quà tặng là một sản phẩm BSI BB Cream được chiết xuất từ nhiều thành phần thiên nhiên, hiệu quả 3-trong-1, giúp che phủ các khuyết điểm, tái sinh làn da và làm trắng, đến từ công ty cổ phần thương mại mỹ phẩm DMC. Quý vị khán giả vui lòng truy cập fanpage của chương trình theo địa chỉ facebook.com/phunuquyennangvn và bình chọn cho nhân vật mình yêu thích nhất theo cú pháp sau: PNQN khoảng trắng, mã số nhân vật khoảng trắng, số người dự đoán giống bạn. Trong tập tiếp theo, chương trình Phụ Nữ Quyền Năng xin giới thiệu đến quý vị khán giả sự góp mặt của hai nhân vật đặc biệt, đó là Hờ Hằng Nghê, Á hậu cuộc thi Hoa hậu siêu mẫu quốc tế. Ở quê em thì họ nghĩ rằng là khi đã tham dự một cuộc thi nào đó thì nhất định là mình phải được giải, chứ không được giải là coi như là không có thể nhìn họ được nữa. Và Nguyễn Lâm Diễm Trang, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014. Ngày xưa mà để em được học đại học là em đã phải chiến đấu với ba em rất là nhiều. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Gala tôn vinh phụ nữ quyền năng mùa 2, vinh danh 100 nhân vật phụ nữ tài sắc vẹn toàn, trao giải cho top 5 nhân vật đa sắc đa tài ở các hạng mục khác nhau và giải nhân vật được yêu thích nhất, cùng nhiều tiết mục văn nghệ thời trang hấp dẫn, hoành tráng đầy bất ngờ, với sự tham gia góp mặt của hơn 1.000 khách mời là những doanh nhân thành đạt, nghệ sĩ nổi tiếng cùng các cơ quan báo đài và những khán giả yêu mến chương trình. Đêm gala Phụ Nữ Quyền Năng sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2019 tại Nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng trên kênh HTVC Thuận Việt và HTVC Thuận Việt HD. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Các doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá thương hiệu trong chương trình vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Tincom Media, điện thoại 028 541 37577, fanpage https://facebook.com/tincommediacorp.